Những thử thách khó khăn luôn đem đến cảm giác phấn chấn và tràn đầy hứng khởi. Nhất là việc thực hiện những chuyến đi khám phá, tìm hiểu về các loài động vật cả ở trên cạn và dưới nước. Thường các nhà khoa học, các nhóm nghiên cứu vẫn làm điều này để có thêm nhiều thông tin, tài liệu quý giá phục vụ cho nhiều công trình khoa học. Một trong những loài gây ra nhiều thắc mắc và thôi thúc con người tìm hiểu hơn cả chính là lươn điện, hay còn gọi là cá trình điện. Thử cho tay sờ lươn điện xem chuyện gì sẽ xảy ra. Chúng sống chủ yếu ở lưu vực sông Amazon và có thể phóng ra nguồn điện lên đến 860V. Đây là ghi nhận mới nhất ở loài Electrophorus voltai. Ngày hôm nay, các bạn hãy cùng xem một thí nghiệm cho tay sờ lươn điện xem chuyện gì sẽ xảy ra. Và tất nhiên, đây là một thử nghiệm liều lĩnh, rất căng thẳng. Nếu bạn yêu thích những video khám phá về các loài động vật, đừng quên bấm follow và comment để ủng hộ cho kênh Thế giới Động vật của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì chăm chú quan sát thí nghiệm với lươn điện trong bể thủy tinh thôi nào. Không khí lúc này chưa có gì hạ nhiệt. Sự căng thẳng vẫn khiến cho anh chàng này cố gắng trấn an mình. Anh ta đang bắt đầu một trải nghiệm xem lươn điện có thực sự phóng điện như khi nó ở dưới sông. Liệu nó có tạo ra điện trường mạnh hay không? Anh ta sẽ cho tay vào bể nước để trải nghiệm điện giật từ một con lươn. Được biết, lươn điện là loài có thể dài đến 3 mét và nó không khác gì một con quái vật với thân mình suôn dài. Nó thường dùng dòng điện bên trong cơ thể để phát hiện, tấn công cũng như tự vệ để sinh tồn. Có vẻ anh chàng này đang hít thở sâu trước khi quyết định đưa tay chạm vào lươn điện. Một luồng điện sẽ chạy vào tay anh ta. Một cú giật bắn mình. Anh ta sẽ ngất tại chỗ. Đây đều là những thứ có thể xảy ra tiếp theo. Anh ta đang đếm từ 1 đến 3, rồi can đảm đưa tay xuống mặt nước, từ từ đưa tay chạm vào cơ thể của lươn điện. Rất nhanh, sau cú chạm đó, anh ta giật tay lên khỏi mặt nước rồi ôm cổ tay của mình. Cái rụt tay nhanh chóng ấy cho thấy lươn điện đã phóng điện và làm tay của người đàn ông này bị giật. Anh ta cảm nhận rõ nguồn điện được truyền từ con lươn sang người mình, đi lại quanh bể nước một vài vòng để giữ được bình tĩnh. Có vẻ cú sốc điện này là một trong những bằng chứng cho thấy lươn điện có khả năng tạo ra dòng điện mạnh. Lươn điện có thể gây sốc điện lên tới 860V, đủ để giết chết một con ngựa. Sau thí nghiệm đầu tiên, anh ta quyết định sẽ thực hiện thí nghiệm tiếp theo để tìm hiểu cách lươn điện tạo ra dòng điện gây giật. Có nghĩa là tìm hiểu cách điện giật hoạt động. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Có một quả cầu nạp điện đang ở trên bàn. Khi đưa tay lại gần, nó sẽ phóng điện và phóng qua lớp không khí đến ngón tay. Quả cầu này hoạt động khá giống với bên trong cơ thể của con lươn. Nó tích điện và phóng hết trong một lần. Vào năm 1800, nhà vật lý người Ý Alessandro Volta đã phát minh ra pin điện từ việc quan sát cách những con lươn tích điện bên trong. Nhưng ông vẫn không giải thích được tại sao con lươn có thể né tránh nguồn điện ấy và không bị giật. Cho đến ngày nay, người ta vẫn chưa hiểu được bằng một cách vi diệu nào loài lươn điện có thể làm được điều đó. Có một vài giả thiết được đặt ra như chúng phóng điện quá nhanh và không kịp chạm vào cơ thể, hoặc do khi phóng điện, chúng uốn cong người nên không bị đánh phải. Nhìn chung, những lý giải này chỉ mang tính chất tham khảo. Con người vẫn tò mò về những điều chưa khám phá được nhiều hơn. Và anh chàng này đang muốn thực hiện thêm một vài thí nghiệm để biết được lươn điện sẽ tạo ra dòng điện chạy trong nước ra sao. Thí nghiệm này là một chiếc bể nước có chứa lươn điện bên trong. Đằng sau có một cuộn dây Tesla, là một máy biến áp để sản xuất ra dòng điện xoay chiều. Tại thí nghiệm này, mọi thứ sẽ căng thẳng và gay cấn hơn khi chưa có cuộn Tesla xuất hiện. Lươn điện có cấu tạo 80% cơ thể là các cơ quan sản sinh ra điện. Chúng trải dài khắp chiều dài cơ thể. Các cơ quan sản sinh ra điện gồm 3 phần: phần tích điện, phần định vị và phần phóng điện. Sự phối hợp hoàn hảo của các cơ quan này tạo cho lươn điện một khả năng đặc biệt: phóng ra hai loại điện. Điện áp thấp để định hướng và thăm dò môi trường. Điện áp cao để tấn công kẻ địch hoặc săn mồi. Ở trên các con sông ở Nam Mỹ, cá sấu cũng không phải là đối thủ của lươn điện. Nó có thể phóng điện và làm một con cá sấu nằm phơi cái bụng trắng nổi lên trên mặt nước sau đó một phút. Ở thí nghiệm lần này là để xem dòng điện chạy trong nước thế nào.
và khi vừa mở mảnh vải đen phủ kín bể nước lên, anh chàng này cùng Dania, một nhà vật lý, đã vô cùng hồi hộp. Sau đó anh ta ngạc nhiên khi nghe thấy những tiếng nổ và những tia lửa phát ra ở đằng sau. Cả hai đều cảm thấy phấn khích trước điều kỳ diệu này. Song thử nghiệm chưa dừng lại ở đó. Mặc dù lần trước, anh ta đã chạm tay vào cơ thể lươn điện trong bể nước và bị giật, nhưng lần này là một thử thách khó khăn và liều lĩnh hơn nhiều. Trước đó, anh ta đã đo mức độ chịu đựng từ một thiết bị. Anh ta có thể chịu được mức 6/8. Như vậy cũng đã là khá ổn cho lần mạo hiểm này. Một chút nữa, khi cho tay vào trong làn nước trong bể, có lẽ sẽ còn nguy hiểm hơn rất rất nhiều. Anh ta đã hạ quyết tâm, bắt đầu đếm từ 1 đến 3. Nhưng lần này, những tiếng đếm có vẻ cách xa và nỗi sợ hãi cũng nhiều hơn bất kỳ một thử nghiệm nào trước đó. Sự dũng cảm là điều khó nói trước khi đối mặt với những thứ có khả năng giết chết một con người. Lươn điện không dễ đùa chút nào. Mặc dù trông nó khá hiền lành với một vẻ ngoài điềm tĩnh, nhẹ nhàng thả trôi cơ thể ở dưới nước, thế nhưng thứ gì đó có thể chống lại cả cá sấu và nhiều quái vật khác ở trên sông Amazon thì đó cũng là một trong những cỗ máy giết người đáng sợ. Nó chắc chắn là một con quái vật. Anh chàng vừa chạm tay xuống nước và đã rụt tay lại. Hình như nỗi ám ảnh vẫn còn. Hít thở thêm vài lần, anh ta quyết định một lần nữa cho tay xuống nước để chạm vào cơ thể lươn điện. Thử nghiệm này có vẻ kích thích tất cả, kể cả nhà vật lý Dania đứng bên cạnh. Cô ấy có vẻ thoải mái hơn anh chàng này nhiều. Song cả hai đều nín thở trước giây phút các ngón tay của anh ta chạm vào thân mình của con lươn điện. Khoảnh khắc đó không phải sẽ ngưng động lại. Nó nhanh chóng trôi qua và anh chàng đã rút tay lên khỏi mặt nước, liên tục suýt xoa tay của mình. Không chỉ bàn tay mà cả cánh tay của anh ta dường như đang bị tê liệt. Cú phóng điện này dữ dội hơn bất kỳ một cú sốc điện nào khác. Lươn điện quả thật là nguy hiểm. Nó làm cho anh ta quá đỗi bàng hoàng và thở hổn hển. Có lẽ đây là lần thứ hai anh ta cảm nhận rõ sự tồi tệ đang đến với mình. Một thử nghiệm gần giống với việc đứng bên bờ vực của cái chết. Song may mắn thay, tất cả vẫn ổn. Sau khi cho tay chạm vào cơ thể lươn điện, anh ta đã kịp rút ra rồi khuỵu người xuống để có thể lấy lại phong độ. Nhưng mọi thứ vẫn cần có thời gian. Anh ta vẫn đang cần thời gian hồi phục sau một cú chạm trời giáng. Cả cánh tay của người đàn ông cảm nhận ra luồng điện được phóng ra. Một bên tai của anh ta cũng có dấu hiệu đỏ lên. Mọi thứ đã ổn. Anh ta vẫn có thể bình tĩnh để trò chuyện sau lần thí nghiệm căng thẳng này. Có lẽ anh ta sẽ không dám trải nghiệm cảm giác tồi tệ này thêm bất kỳ lần nào nữa. Như vậy là đủ để hình dung một cú phóng điện chớp nhoáng của lươn điện sẽ tiêu diệt con mồi của nó ra sao rồi. Trên thế giới ngày nay có khoảng 350 loài cá có khả năng phóng điện. Chúng dùng điều đó để tồn tại dễ dàng hơn bên dưới thế giới đại dương tăm tối. Trong số chúng, lươn điện là loài có khả năng tạo ra nguồn điện có điện áp lớn từ 600 đến 800V. Chính điều đó đã biến nó thành một trong những kẻ săn mồi thành công ở khu vực Nam Mỹ. Hy vọng với những thí nghiệm mà bạn nhìn thấy, cũng như các thông tin nổi bật về loài lươn điện đã đem đến cho các bạn trải nghiệm thú vị và hấp dẫn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Một lần nữa, đừng quên nhấn follow và comment các nội dung bạn yêu thích để chúng mình cùng nhau tìm hiểu nhé!